Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở cuối phía nam của Việt Nam, là vùng đất trẻ nhất của cả nước, trù phú với những cánh đồng ngút ngàn, những vườn cây ăn trái trĩu quả gắn liền hệ thống sông kênh mương chằng chịt. Cuộc sống thanh nhàn với con người hiền hòa thân thiện tạo nên một nét đẹp riêng cho làng quê miền Nam, nơi được mệnh danh là giữa lúa của đất nước. Tuy nhiên, món quà tặng dồi dào của thiên nhiên này cũng lắm phen gây nên thảm họa tàn nhẫn cho cuộc sống của người dân hiền hòa nơi đây. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, những biến đổi bất thường của khí hậu khiến cư dân trong vùng đã phải hứng chịu nhiều trận lũ lụt kinh hoàng, cướp đi tài sản và mạng sống của nhiều người, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Riêng trận lũ lịch sử năm 2000 tại Đồng Tháp làm chết 150 người, trong đó có 134 trẻ em. Cái đó là cái mới là cái bức xúc cho, chứ bây giờ ở cái vùng sông nước mà ngược lại là chết nước là chuyện thấy nó buồn buồn trong lòng. Do vậy, sự cấp thiết mà cộng đồng dân cư khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang trông chờ là được hỗ trợ phổ cập bơi lội, chủ yếu là đối tượng phụ nữ và trẻ em, nhằm nâng tỷ lệ người dân biết bơi lên con số 80% vào năm 2020. Làm được điều này không chỉ bảo vệ tính mạng của người dân, nâng cao sức khỏe cộng đồng, mà còn mang ý nghĩa nhân văn to lớn. Vậy làm thế nào để tổ chức một lớp dạy bơi hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng? Sau đây là gợi ý 5 bước làm cơ bản cho cán bộ quản lý và hướng dẫn viên bơi lội có thể tham khảo để tổ chức một lớp tập bơi cho phụ nữ và trẻ em hiệu quả. Bước 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập bơi. Sau khi xác định nhu cầu cần tập bơi của cộng đồng cho trẻ em trai gái có độ tuổi từ 8 đến 15 và phụ nữ, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thành lập ban tổ chức thực hiện phổ cập bơi cấp xã và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gồm 10 yêu cầu. Thứ nhất, cần xác định rõ mục tiêu và kết quả mong muốn của lớp học bơi. Thứ hai, xác định đối tượng học bơi là phụ nữ hay trẻ em. Thứ ba, phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và cá nhân trong ban tổ chức và các bên phối hợp thực hiện. Thứ tư, xác định thời gian tổ chức lớp tập bơi. Thứ năm, là xác định địa điểm và phương tiện dạy bơi. Thứ sáu, là lựa chọn hướng dẫn viên bơi lội. Thứ bảy, là dự kiến các tình huống rủi ro và phương án chuẩn bị cũng như dụng cụ ứng phó. Thứ tám, là dự trù kinh phí tổ chức lớp tập bơi, trong đó có thể ghi rõ kinh phí của địa phương và kinh phí huy động từ nguồn lực khác. Thứ chín, là kế hoạch giám sát và đánh giá lớp học, chú ý công tác này cần phải tiến hành trong suốt khóa học. Cuối cùng, ghi rõ kiến nghị về những vấn đề cần hỗ trợ từ cấp trên và quy động nguồn tài trợ nếu có. Bước 2. Ban tổ chức triển khai thực hiện hoạt động. Bước này là bước cụ thể mà ban tổ chức cần thực hiện và chuẩn bị. Chú ý nhất là việc lựa chọn địa điểm, đối tượng học bơi và hướng dẫn viên bơi lội. Về lựa chọn địa điểm, nếu bãi tập bơi là sông rạch, kênh mương thì cần phải chú ý lựa chọn nơi có nguồn nước tương đối sạch, dòng chảy trung bình, không có vực cản gây nguy hiểm. Bãi tập phải dễ quan sát từ trên bờ, mức nước phù hợp với độ tuổi đối tượng học bơi. Bãi tập phải có đáy tương đối bằng phẳng, có bao lưới bảo vệ xung quanh, đảm bảo an toàn. Xác định đối tượng học bơi, cần kiểm tra kỹ danh sách đăng ký để đảm bảo học viên phải là người chưa biết bơi. Đối với trẻ em cần có sự cam kết yêu cầu đăng ký học bơi của phụ huynh. Học viên có sức khỏe bình thường, không mắc các bệnh về truyền nhiễm, tim mạch và huyết áp. Về lựa chọn hướng dẫn viên bơi lội, cần đảm bảo chọn người có sức khỏe tốt, đã qua chương trình tập huấn, am hiểu về quy trình dạy bơi, có kỹ thuật tốt và có kinh nghiệm phổ cập bơi cho cộng đồng. Chú ý ưu tiên người có lòng nhiệt tình, không ngại khó trong việc hướng dẫn tập luyện cho học viên và có kỹ năng truyền đạt kiến thức dễ hiểu, dễ làm theo. Thông thường, một lớp tập bơi khoảng 25 học viên thì phải có từ 3 đến 6 hướng dẫn viên. Bước 3. Biên soạn tài liệu hướng dẫn, giáo án tập bơi. Bước này dành riêng cho hướng dẫn viên dạy bơi. Với một lớp dạy bơi cho trẻ em, phụ nữ trong cộng đồng, thời gian học thường trong vòng từ 6 đến 10 buổi. Để có thể truyền đạt một cách mạch lạc, dễ hiểu cho người học, hướng dẫn viên cần phải soạn giáo án cụ thể cho từng buổi dạy. Việc làm này cũng giúp cho ban tổ chức dễ dàng giám sát tốt lớp học. Để bài dạy được phong phú, cần soạn thêm các tờ rơi, tờ bướm phát cho người học hoặc phụ huynh để qua đó hướng dẫn hay tập luyện thêm cho con em của mình.
Bước 4. Triển khai dạy bơi. Hướng dẫn viên cần thực hiện theo trình tự trong giáo án tập bơi đã được thống nhất. Một buổi học tập bơi thông thường kéo dài trong khoảng 1 giờ đến 1 giờ 30 phút. Đầu tiên, hướng dẫn viên tập trung và điểm danh học viên theo danh sách đăng ký, phổ biến nội quy tập luyện, thời gian lớp học và dụng cụ tập bơi cụ thể. Nếu lớp có nhiều lứa tuổi khác nhau thì nên chia nhóm để tiện cho việc hướng dẫn. Tiếp theo là việc hướng dẫn các thao tác khởi động trên cạn, gồm khởi động chung và khởi động chuyên môn. Thời gian khởi động có thể được diễn ra trong khoảng 15 phút. Sau khi khởi động xong, hướng dẫn viên sẽ hướng dẫn các bài tập cơ bản dành cho người mới học bơi. Bài tập cơ bản đó là bài tập làm quen với nước, bài tập đi lại trong nước, bài tập thả nổi người, bài tập lướt nước. Đây là những bài tập cơ bản để người mới học làm quen với bơi lội. Một khi đã làm quen được với nước thì học viên sẽ dần giảm tâm lý sợ nước. Họ biết cách thở, cách tự làm nổi người, cách lướt nước và cách đạp chân, sải tay sao cho không bị chìm trong nước. Với những lớp phổ cập dạng này, sau khi học viên đã nắm bắt được các bài tập cơ bản, người hướng dẫn sẽ dạy hai kiểu bơi trường sấp và bơi ếch. Đây là hai kiểu bơi đơn giản, dễ tập và phù hợp với điều kiện phổ cập. Tuy nhiên, với người mới học bơi thì việc nắm bắt từng thao tác hay từng kiểu bơi đều rất chậm, nên hướng dẫn viên cần hướng dẫn tỉ mỉ trên cạn, sau đó mới thực hành dưới nước. Khi thực hành bài tập dưới nước dựa trên giáo án và kinh nghiệm dạy bơi của mình, hướng dẫn viên cần chú ý để sửa các động tác sai cho từng học viên. Mỗi buổi tập, học viên chỉ nên xuống nước một lần trong khoảng thời gian không quá 30 phút. Lưu ý, mỗi khi lên bờ phải điểm danh học viên, cuối buổi học trước khi ra về cũng phải điểm danh lại một lần nữa, kèm theo là lời nhận xét và đánh giá về kết quả của buổi học. Nên biểu dương tinh thần cố gắng tập luyện và sự tiến bộ của những học viên trong lớp, dặn dò học viên ghi nhớ những thao tác đã học. Đối với lớp bơi cho trẻ em, hướng dẫn viên có thể trao đổi, bàn bạc với phụ huynh những vấn đề cần thiết yêu cầu và phải bàn giao các cháu cho phụ huynh hay người có trách nhiệm đưa rước về nhà. Bước 5. Kiểm tra kết quả bơi của học viên và bế giảng lớp học. Sau khi hoàn thành việc hướng dẫn bơi, hướng dẫn viên cần kiểm tra lại kết quả bơi lội của học viên trong ngày cuối cùng của khóa học. Thông thường có khoảng 85-90% học viên biết bơi sau khóa học. Số còn lại chưa thực sự bơi tốt thì nên đăng ký tiếp tục ở lớp sau hoặc tự tập thêm để có thể hoàn chỉnh các động tác bơi. Việc kiểm tra kết quả học bơi có thể tùy vào điều kiện thực tế để tổ chức bơi thử, thi đấu, trao giải thưởng để qua đó khích lệ các em phát huy khả năng bơi lội cũng như yêu thích môn bơi để sau này các em tự giác tập luyện thêm trong cộng đồng. Hồi nghỉ hè năm lớp 5 thì con có học một khóa bơi, nó kéo dài một tuần thì con đã biết bơi. Con học bơi là để được an toàn, tránh nguy hiểm trong các mùa lũ. Biết bơi là một trong những yêu cầu cần thiết, đặc biệt đối với người dân sống ở khu vực gần sông nước, nhất là nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em. Riêng với trẻ em, vốn thích thú với việc chơi đùa dưới sông rạch, thì việc biết bơi sẽ giúp trẻ như có thêm đôi mái chèo để có thể vui đùa thỏa thích và an toàn hơn cho các cháu khi mùa lũ về. Hy vọng chương trình phổ cập bơi đã được triển khai sẽ tiếp tục được chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện nhân rộng như một cam kết cho sự an toàn của cộng đồng.